gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào quý vị cũng hài lòng với dịch vụ này, mà yếu tố cơ bản nhất là sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu quy chuẩn do đa số lực lượng người giúp việc hiện tại ở Việt Nam hoàn toàn tự phát, chưa qua đào tạo. Chính vì vậy, chuyên mục hướng dẫn kỹ năng cho quản gia và người giúp việc được VNCTV xây dựng với mong muốn phần nào tháo gỡ vướng mắc này cho quý vị. Để đảm bảo tiêu chí gần gũi dễ hiểu, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các video clip ngắn thể hiện những tình huống thực tế mà quản gia người giúp việc của quý vị có thể dễ dàng liên hệ và áp dụng với công việc hiện tại của bản thân. Ngoài ra, các video clip này đều có thuyết minh đi kèm nhằm làm rõ hơn các nội dung thể hiện. Với những kỹ năng cơ bản hướng dẫn cho quản gia người giúp việc, chúng tôi tin rằng đây sẽ là cẩm nang thiết thực đối với nhiều gia đình hiện đại đã đang và sẽ có nhu cầu về dịch vụ quản gia trong tương lai. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ đồng hành cùng VNCTV trong chuyên mục này. Còn bây giờ, mời các quý vị cùng trải nghiệm số đầu tiên của chúng tôi. Công tác chuẩn bị đồng phục diện mạo. Bạn là đại diện vì hình ảnh của công ty nên đồng phục phải thuận tiện cho công việc và cho khách dễ nhận biết, bởi vì bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ngày. Công tác chuẩn bị dụng cụ làm việc của nhân viên. Mỗi nhân viên khi bước vào công việc phải chuẩn bị đầy đủ giỏ đồ phục vụ cho công tác làm sạch. Giỏ đồ phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đầy đủ đồ dùng dụng cụ, đảm bảo thuận tiện cho công việc và phải tuân thủ theo đúng quy định của công ty. Các bước dọn vệ sinh. Làm vệ sinh khu vực phòng khách. Quan sát một lượt xung quanh khu vực phòng khách, xem có đồ vật hay quần áo để trên bàn ghế thì thu gọn lại. Tuyệt đối không được tự ý bỏ đi bất kỳ đồ vật có giá trị nào của khách. Cách làm sạch bụi trong phòng và trên bề mặt các đồ vật. Cách lau bụi phải được thực hiện một cách có hệ thống xung quanh phòng, từng bức tường, từng vật dụng. Phải lau từ trong ra ngoài, từ trái qua phải và ngược lại. Bắt đầu lau theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc lau theo chiều ngang từ phải qua trái. Tất cả mọi thứ trong phòng được lau dọn sạch sẽ, lấy được cảm tình đầu tiên cho khách là sáng và sạch. Khi các thiết bị sáng sạch, sử dụng tốt sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng về hình ảnh của công ty và hứa hẹn về chất lượng dịch vụ của công ty sẽ mang lại cho khách hàng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hướng dẫn kỹ năng dành cho quản gia trên VNCTV của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.